Vâng, Dỗ Táo xin chào. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là cách làm cầu răng sứ hay là bọc răng sứ nhé. Vâng, các bạn đang xem video là bọc răng sứ hay bọc răng sứ có đau không? Vâng, đây là một cao cầu bọc răng sứ thẩm mỹ. Bạn này là do tay lạn nhé, mất hai răng và tôi sẽ làm bọc răng sứ cho các bạn luôn. Đấy, cồn ạ, em hả hả coi đánh đi. Đấy, đây là tôi sắp trùng. Đó. Răng này tai nạn này bay hết rồi và tôi phải điều trị tùy này. Và bọc lên là cầu răng này. Nên các bạn xem có đẹp nhá. Đó. Các bạn đang xem video làm cầu răng sứ. Các bạn đến đấy hệ thống nha khoa Zota chúng tôi là chuyên răng sứ thẩm mỹ. Chuyên răng sứ thẩm mỹ. Các bạn yên tâm rằng là chúng tôi làm là thẻ bảo hành chính hãng như này, các bạn yên tâm nhá. Đây, em quay gần vào đây. Đấy, các bạn cứ làm đâu truy gốc nguồn gốc là thẻ bảo hành phải chính hãng như này, có mã QR này, có bên thứ ba giám sát chứ không phải bên nha khoa. Đó. Chúng tôi nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng. Các bạn chưa ạ? Chúng tôi cam kết 100% thẻ bảo hành chính hãng, đặc biệt là cam kết hoàn tiền nếu khách hàng hài lòng. Nên là sau đây là chúng tôi sẽ lắp răng vào đây. Sau khi làm sạch như này xong. Đấy, giờ chúng tôi sẽ lắp răng sứ vào đây. Nếu các bạn mà làm răng sứ ở đâu cứ nhìn ở đâu có biển bác sĩ giấy phép là các bạn vào, nếu ở gần chúng tôi thì hãy nha khoa ra khoa Zota. Còn nếu ở xa cứ làm ở đâu có bác sĩ giấy phép ở ngoài in ngoài biển thì các bạn vào nhé. Đây răng sứ nhé. Đây là răng toàn sứ này, bôi keo vào và bây giờ chỉ việc gắn thôi. Quá tuyệt vời luôn. Các bạn thấy chưa? Rất đẹp luôn. Đấy. Và khi gắn nhá, nếu các anh em nha sĩ mà đang là xem nhá thì các bạn gắn là phải gì ạ? Cho keo phải thừa phải phe ra thì chỉ cái này mới đủ được các bạn đấy ạ. Nên là anh em làm là mà đang xem video này thì thấy hay thì hãy hào phóng là like và comment nhé. Còn nếu mà quý khách hàng đang xem thì chúng tôi đang gắn một ca cầu răng sứ thẩm mỹ đây. Vâng, cách làm cầu răng sứ hay là làm răng sứ cầu răng sứ có đau không, cách làm cầu răng sứ có ảnh hưởng gì không thì các bạn xem video đây. Em có đau đớn gì không? Không à, tuyệt vời đấy. Sau khi gắn keo như này xong thì chúng tôi gì ạ, sẽ lấy cái bớt cái keo ra là xong thôi. Nên là các bạn yên tâm rằng làm răng sứ ở đâu như nào thì các bạn việc đầu tiên là phải đảm bảo là gì ạ, nơi đó có gì ạ, bác sĩ không. Đấy, nên chúng tôi cam kết là bác sĩ uy tín số 1 công nghệ luôn. Chúng tôi có công nghệ đắp sứ số 1 thế giới đã xuất hiện tại Việt Nam, nên các bạn yên tâm. Chúng tôi có lò lung sứ ngay tại phòng khám, rất yên tâm luôn. Nên là các bạn đi làm bất cứ làm răng sứ hay làm bất cứ ở đâu phải nhìn biển có bác sĩ giấy phép, vì nó là tiền mất tật mang nhá. Thì các bác sĩ sẽ được tận tâm làm cho các bạn. Thứ hai đó là làm răng sứ quan trọng nhất là cái này đây, thẻ cũng phải bảo hành chính hãng đây. Chúng tôi không phải quảng cáo cho hãng mà đây là cái pháp nhân để thẻ bảo hành để sức cạnh tranh, chứ không đến lúc nào nhiều cái răng răng sứ quảng cáo thị trường rất là rẻ một vài triệu thì không thể là hàng chính hãng được. Mỗi cái răng chúng tôi lãi thì chúng tôi không phải tổ chức từ thiện được mà cũng phải có lợi nhuận thì chúng tôi mới làm được. Nhưng mà làm thì các bạn, tôi muốn chia sẻ các bạn kinh nghiệm đi làm răng sứ phải làm đâu. Thì đây là ca này, là chị này là tận ở Việt Kiều Đài Loan em nhỉ? Dạ. Đây là ở Đài Loan bay về các bạn nhé. Vâng, tôi đang live stream một ca là làm răng sứ, cầu răng sứ là Việt Kiều Đài Loan. Chị ở Đài Loan đã biết kênh YouTube chúng tôi và đã bay từ Đài Loan về. Vâng. Đấy, nên là các bạn muốn làm răng sứ thì cứ inbox cho chúng tôi trả lời 24/7. Ngoài fanpage là nha khoa Zota hay là kênh YouTube nha khoa Zota, chúng tôi các bạn có thể xem bảng giá tham khảo là nha khoa Zota.com. Các bạn yên tâm nhé. Đấy. Đấy, giờ chúng tôi chỉ cạy keo này ra là xong thôi. Thấy chưa ạ? Rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Thấy không? Đấy. Làm răng sứ các bạn biết tiêu chuẩn là gì không? Đầu tiên nó phải khít. Thứ hai nhất khít mà, nhì trạng, tam thể, đấy, mấy hình thể nhá. Sau đến mới đến màu răng. Màu răng chúng ta không nên làm trắng quá, vì làm trắng quá thì rất là xấu. Nó không đúng tự nhiên, vì màu răng của chúng ta người châu Á thì nó vừa phải thôi. Nó không nên làm trắng quá các bạn. Đấy, xong rồi. Đấy là vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cách làm cầu răng sứ. Hay là cầu răng sứ có đau không? Đấy, cầu răng sứ có ảnh hưởng gì không? Thì các bạn nhìn thấy ạ.
cầu răng sứ với bọc sứ, các bạn cứ yên tâm. Đấy, nên là các bạn nhắc lại là đi làm đâu thì cứ có bác sĩ giấy phép thì các bạn vào là yên tâm. Đấy, rất đẹp. Rồi em cắn nó đi. À đây, ca này ca cầu răng sứ tai nạn nhá. Rồi em xúc miệng. Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã xem video chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay hãy hào phóng like và để lại một comment nhé. Nếu ai có nhu cầu làm răng sứ. Một nữa cảm ơn cả nhà xem video của Zota. Zota xin chào. Hẹn lại các bạn những video gần nhất. Nha khoa Yota, răng của bạn như răng của chúng tôi.